Kênh Chợ Đầu Mối Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả, kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Video này mình cập nhật giá rau củ quả vào lúc 8:30 sáng nha quý vị. 8:30 sáng thì chợ đông hơn, vui hơn, mặt hàng nhiều hơn quý vị. Thì mình làm video này mục đích đó là kết nối với cái người tiêu dùng đến với bà con tiểu thương tại chợ quý vị. Thì qua chia sẻ giá đó thì quý vị xem, khán giả xem trên kênh mình á, có sử dụng mặt hàng nông sản, rau củ quả, bầu bí dưa leo, thì mình chia sẻ và mình nói cái tên dựa để quý khách hàng, quý khán giả mình có muốn mua mặt hàng đó cứ đến ngay dựa đó là sẽ có cái mặt hàng mình muốn mua quý vị. Thì buổi sáng thì mặt hàng nhiều hơn, giá thì nó có cứng hơn buổi chiều một chút quý vị, cứng hơn buổi chiều một chút. Thì ở đây cái khu vực của mình đó là quay video này là dựa A20, A18, A16, A14, A12 nha quý vị. Thì đối diện qua bên dựa A là dãy G lẻ. Ở đây chợ Đầu Mối Hóc Môn mà chia ra G lẻ là G chẵn, G lẻ là khu này là G1, G3, G5, G7. Còn ở phía sau cái dãy G này là G chẵn, G2, G4 nằm ở phía sau đó. Rồi mình ít có làm video ở cái dãy đằng sau lắm vậy, không đông mặn đây, không vui giống gì á. Còn đối diện đây là vừa C2, C4, C bên đó dãy C đó thì họ bán rau thì nhiều cái gì, rau lá rồi. Thì thấy em bán, em nhỏ này em bán nè quý vị, cải gai 10.000 ký, xà lách búp cũng 10.000 ký quý vị. Thì giờ này là mới có bó xôi nè, chị này chỉ đang lựa bó xôi nè. Nhiêu? 23.000 hả? 20 không, 20, 23.000. Giới 22 hả? Đó, ghẹo chơi quý vị. Cải bó xôi vậy, bó xôi 23.000. Mua đi còn miếng mua cho con nhỏ luôn đi cô. Cái nhỏ tội nghiệp bó đó, nhiêu đó 20.000 chứ nhiêu. Mua đem về tôi ăn luôn. Bó xôi 23.000 rồi đó, hết rồi đó. 8 giờ mấy là giờ đó cải bó xôi nghe em đó đó bán cải bó xôi đó là hết luôn. Thì cải bó xôi thì giờ này tới một chút nữa thôi nha quý vị. Chứ cải bó xôi á mà mình mua buổi chiều á thì hên xui và cũng ít bao giờ có lắm buổi chiều. Cần tàu nãy nhiêu ký? Cần tàu 13.000 ký, 15, mẹ đó 15 luôn, bán 13 bớt luôn, 15 luôn con, bán vậy cho mau hết rồi. Hành lột 13.000 đồng ký nè, hành lột là đẹp lung linh luôn, 13.000 đồng ký quý vị. Còn bên đây là dựa A20, chị này bán cải đất nông hả? Cải này nhiêu ký cải trắng hả chị? 10.000. Cải Hà Nội hả? Sữa là ha, sữa là khoe, sữa là khoe, anh ơi khoe từ chưa? 10.000 ký. Cà rốt đây, không biết cà rốt gì đây không biết. Trời ơi, Đây Hà Nội chị. Cà lo rót Hà Nội quý vị. Từ rối luôn, còn cải này. Đắk Nông hả? Đắk Nông hả? Nhiêu chị? 10.000 luôn, đồng giá. À, đồng giá 10.000, thấy để cái giá vậy mình hỏi là cho anh chắc để mình chia sẻ cho nó cụ thể quý vị. Chứ họ để giá vậy nè, rất là dễ mua. Hầu như đây là bà con để giá đều rang hết á. Bí hồ lô là 13.000 đồng 1 kg. Và khu vực này là khu vực bán lẻ nha quý vị. Mình mua 1 kg là người ta vui vẻ người ta bán mình. Đậu que quý vị. Đậu que Đà Lạt 20.000 đồng 1 kg. À, cà bắp quý vị. Cà bắp 20.000 đồng 1 kg. Để giá 25.000 20.000 lấy đi nha, tôi la làng lên để cho bà con biết. Ớt chuông á quý vị. Đúng ra thì bà con tiểu thương này bán thì thường để giá, bán theo giá. Còn khách hàng mà thường xuyên này kia đồ vậy đó quý vị, họ bán nó cũng nới lắm. Rồi quý anh chị em nào hỏi bí cô tiên á 20.000 là nha quý vị, 20.000 1 kg. Bí cô tiên, bí cô tiên mà còn kêu cái này là bí non, bí gì? Bí gì đây nè? Bí non á. Bí cô tiên. Rồi ngoài cái tên bí cô tiên ra họ còn kêu cái gì? Không phải là non, ai không biết là nó non. Ai không biết nó là bí đỏ non mà còn kêu cái gì lên đó. Khán giả mình á. Đây. Bí non, bí cô tiên nha quý vị, dựa A20 nè. Đó, khán giả nào muốn hỏi mua cái món này là A20. Trời vậy mà nặng quằn nha quý vị, nặng lắm á. Còn cái này á là ớt hiểm 20.000 đồng 1 kg. Ớt hiểm này xuống giá dữ vậy ta. Cái này á là cà bét nha quý vị, 18.000 đồng 1 kg. Cà bét mà giờ 18.000 đồng kg mà nó còn xanh, nó còn mới tinh nha quý vị. Rẻ. Cái loại này là 30-40.000 là bình thường luôn. Khoai tây hồng. Khoai tây hồng, lấy cái bịch cho người ta mua khoai tây hồng. 20.000 đồng 1 kg là khoai tây hồng loại nhỏ. Loại lớn là 25.000 đồng 1 kg. Còn này nhiêu vậy em? 1 dĩ 20, 2 dĩ 35.000. Bí nụ mà vô luôn, nửa ký một bịch hả? Nửa ký, đúng nửa ký, cái này họ vô dĩ vậy là đúng nửa ký quý vị. Đậu nè, rồi có nhiều người hỏi đậu này lắm nè, đậu này thì dựa A20 có bán luôn nè, đậu này nè. Này là nhiêu miếng kìa. Dĩ 15.000. Mình bán có loại đậu này hả? Có nhiều loại đậu Hà Lan nữa, mình hết rồi. Hết rồi hả? Vậy là muốn khán giả nào muốn mua hỏi về đậu hột á thì dựa A20 có bán nha quý vị. Cái đậu hạt này nè thì một dĩ như vậy á, có nhiều loại hạt là 15.000. Rồi đậu Hà Lan rồi rất là nhiều loại đậu mà tại vì hết rồi còn có 1 miếng thôi. Cần tây Đà Lạt 15.000 đồng 1 kg nha quý vị. Rồi hành tây Đà Lạt 13.000 đồng 1 kg. Hả? Bạn mời cái gì uống đó, cho cái gì uống đó. Đây có sĩ quan kìa. Có sĩ quan mình kêu cà phê sữa luôn đi bạn. Thấy ghẹo không Châu à? Kêu 247 đi. Anh Vướng anh hỏi uống cái gì? Hả? Trời ơi, kèo buồn mượn không mất luôn. Tôi đang rủ nè, tôi đang rủ mình tôi đi, tôi má tôi làm biến nè, có ông nữa là đi à. Quận 10 luôn. Là củ sen như chế chị. Củ sen 30.000 nha quý vị. Củ sen 30.000 đồng 1 kg bà con ơi. Bô rô nhiêu ký em? Bô rô này 20.000 1 kg nha quý vị. Trời ơi, coi giỏi không? Để ông kia đâu rồi? Coi để hai bà này rinh ra vậy tội nghiệp không? Bà con tiểu thương trong chợ giỏi lắm quý vị, làm cái gì cũng được hết. Mình nhiều chuyện vậy á, chia sẻ cho người ta thấy cái cực khổ của bà con tiểu thương. Để tôi dịnh phụ cho, tôi dịnh phụ. Rồi, đáng ra. Được chưa? Rồi. Chắc rồi. Được chưa? Này anh Phước anh lấy cái xe anh kéo. Được chưa? Đó rồi, ô, hay bay. Dở lên. Rồi rủ tôi uống cà phê mà gọi mà không bắt máy. Đó, trên YouTube mát đàng hoàng đó. Cảm ơn, Rồi. Chị đẹp ơi, chị đẹp. Sổ luôn. Đây ở đây còn cái món ớt ngọt. Đậu này kêu bằng đậu Hà Lan hả? 35.000 1 kg nha quý vị, đậu này nè. 35.000 đồng 1 kg. Chị đó chị mua ớt ngọt không quý vị? 30.000 đồng 1 kg. Lựa thoải mái, lựa từ trái luôn. 30.000 đồng 1 kg. Ớt cà ba bi đó nhiêu bịch ạ? 10.000. Cà ba bi đó 10.000 đồng một bịch, 1 kg. Luôn. Không bán mình được cô. Không mình đi. Không. Bán mà. Ở đây bán đồ có hết đồ chứ đâu có lấy tiền đâu. Bán tiền bán gì? Cần 10.000 hết bước chỗ 10.000. Còn chải đây á là anh Phước sổ 8.000. Chảy gai 8.000 đồng 1 kg quý vị. Đặc biệt là cái dừa A18 của anh Phước, chỗ anh Phước bán là lúc nào cũng có kiệu này nha quý vị. Mình có sợ cứ dụng kiệu là lại đây mua kiệu. Chứ mà qua Tết rồi kiếm kiệu khó lắm nha. Có kiệu thì tại đây nha quý vị. Nó sạch. 45.000 đồng 1 kg. Thì giá cũng mang tính tham khảo nha quý vị, tại vì nó lên nó xuống mà mình thấy kiệu này á, tại mình không tin vậy chứ thấy nó không có lên, nó cứ như vậy hoài vậy. Hành tây, hành tím này hình như là hành tím Vĩnh Châu. Đội bảo vệ yêu cầu các hộ kinh doanh tại bãi rau An Lá ngay từ bây giờ cho thu dọn 30.000 đồng 1 kg. Để trả lại mặt bằng để đội vệ sinh môi trường. Cái món này á, là đặc biệt ở đây bán nhiều nè. Xin nhắc lại, này là để hành phi nha quý vị. Hành Bắc ngay từ bây giờ tôi thu dọn hàng hóa và các vật dụng. Hành Bắc 32.000 đồng ký. Quét dọn và thu gom rác. Hành này có 13.000 quý vị. Ủa hành tây Đà Lạt 13.000. Mình chia sẻ hết sức là nhiệt tình luôn. Giác ra bán cho hết luôn. Nay anh Phước bán cải làm chua nữa nè quý vị. Cải dưa sổ 5.000 luôn nè. Cải dưa là loại cải dưa này nè, là đều cắt cái đầu hết nè. Đó anh Phước mới ra quý vị. Đó 5.000 em quý vị. Thì cái này á, là họ cắt mấy cái đầu lá như vậy nè quý vị. Đó rồi mới ra như vậy. 5.000. Cái này á, là về á, là mình không có bỏ đi cái gì nhiều nha quý vị. Cái cùi rồi chút đỉnh vậy á, mình rửa sạch mình để ráo và mình làm chua thôi. 5.000 một ký. Chỗ anh Phước bán cái gì A18 là cái đó là ở cái khoảng là 5.000 là mình nói mình mua mà 1-2 ký á, chứ mà quý anh chị mà mua mà hết một bịch về là còn rẻ nữa nha quý vị. Chắc chắn 100.000 à. Bịch 100.000 hả? 30 kg hả? 30 kg 100.000 quý vị. Wow. Anh Phước anh mới giờ anh nghe mình chia sẻ vậy rồi ảnh cho mình cái thông tin, ảnh nói cái giá đó để mình chia sẻ giá lên cộng đồng mạng biết để đến mua ủng hộ chỗ anh Phước bán cái gì. Thì một bịch 30 kg là 100.000 này nó mới tin luôn nha quý vị. Quá sức rồi. Nó đúng ra đồ rẻ thì mình cũng mừng cho cái bà con tiêu dùng mua được cái rẻ, nhưng suy nghĩ cho cùng thì cũng thương cái người trồng người nông dân sản xuất quý vị. Họ bán tới chợ rồi tiền vận chuyển tiền dừa mà để bán ra là cho nó là 3.000 đồng một ký đi quý vị. Tiền vận chuyển tiền dừa ây da hết 2.000 rồi. Vậy bà con ở dưới không lẽ bán có 1.000 đồng ký trời. Tại vì bán 3.000 đồng ký tiền dừa 1.000, tiền vận chuyển cho nó 1.000 nữa. Rẻ dữ rồi trời, rẻ quá hả. Đó cải dưa là giá vậy đó nha quý vị. Chứ đâu phải bán 3.000 là người nông dân được 3.000 nữa. Tiền vận chuyển mắc lắm cái gì. Ông chủ á, ông bằng áo sọc đó là ông chủ á, ông Tấm Hải á. Đại ca đó. Giờ không có lính nghỉ rồi thì giờ ông chủ phải ra làm việc sao giờ. Bỏ đại đi, bỏ đại đây đi rồi, cảm ơn. Ra tính tiền ông chủ luôn. Cái giới chủ á ở chợ đầu mối Hóc Môn á cũng khổ lắm nha quý vị, nặng lo lắm. Tiền dừa không rồi chú quý vị thấy không, cái dừa mình đến đây mình chia sẻ là nọ cái tiền thuê không 60 triệu tháng, rồi tiền người bán hàng nữa. Người bán hàng ở đây á tự vì họ làm á là 12 tiếng 14 tiếng 16 tiếng luôn. Cái giờ làm á quý vị 24 tiếng đồng hồ mà họ đến ví dụ 12 giờ này á là cũng như là họ đến 7 giờ sáng đi thì 7 giờ tối họ về là 12 tiếng đồng hồ, hoặc là 9 giờ là họ làm 14 tiếng đồng hồ. Thì cái người làm ở đây á, lương á, thì từ 500.000 cho tới 700.000, có nơi có nhiều người giỏi cả triệu. Thành ra chủ dừa là vừa trả tiền dừa nè, vừa trả tiền người làm nè, nặng lo lắm quý vị. tiền dừa riêng nha quý vị, tiền chi phí dừa đó, điện nước căng lắm. Bà con bởi vậy bà con tiểu thương mà bán được, bà con tiểu thương mà duy trì mà bán được á, năm này tháng nọ là giỏi. Không biết quý vị khán giả thấy cái xã hội bây giờ nó thay đổi rất là nhiều nha quý vị. Bây giờ mà đàn ông đi chợ là bình thường. Ngày xưa hồi khi mình còn nhỏ mà ở thập niên mà 80, 90 đó, có những bà đi chợ thôi chứ giờ không có đâu quý vị. Cái bà đi chợ không bằng mấy ông đâu, không bằng mấy anh thanh niên đâu. Cà 12 ngàn. Cà này là cà Đà Lạt nha quý vị. $12.000 một ký. Hồi xưa em bán nhiều mình sao? Đồng giá luôn. Cái gò đó phụ coi ca tính tiền ra kêu là phước ông ba ông hai hết á. Phụ nhiêu đó thôi. Cái mày đã phước mà đã phước tính tiền nó chết phước luôn. Trời. Còn cái này á 15 ngàn quý vị. Củ dền đỏ là 15 ngàn. Hết sảy còn bà 7 luôn, 15 ngàn. Khoai hồng chỗ anh Tám bán cũng đẹp quý vị. Còn khoai lang tây này, khoai lang tây Bắc nha quý vị, 15 ngàn đồng một ký. Còn cái này á, khoai lang Nhật 12 ngàn đồng một ký nha quý vị. Đây nè, thì khoai lang Nhật bây giờ này nó rẻ, thành ra hầu như là không thấy, ít có cái chỗ mà bán khoai mật khoai bí lắm nha quý vị. Tôm ảnh dở lên đó. Còn cái này nè, cái này là đúng Đà Lạt nha quý vị, nó tím nè, cái lá nó tím á, cà rốt mà lá nó tím thì là đúng Đà Lạt đó, 10 ngàn một ký. Thì bây giờ á, là 9 giờ sáng ngày 14 tháng 3 không có gì, ngày 14 tháng 3 năm 2024. Còn quý anh chị em nào ở Đắk Nông mà quan tâm tới cái sản phẩm Đắk Nông của mình nè, đây là củ cải trắng Đắk Nông như bạn 10 ngàn luôn hả? Đó thì để vậy đồng giá, nhưng mà thông tin lên mạng xã hội mà mình thấy hỏi, gọi là xác minh nữa. 10 ngàn một ký nha bà con. Đó, bà con Đắk Nông đang quan tâm mà. Thì 10 ngàn thì bữa nay cũng có giá hơn lúc trước rất là nhiều nha quý vị. 10 ngàn một ký củ cải trắng Đắk Nông. Còn cái này là hàng này là hàng Bắc. Cà rốt Bắc cũng 10 ngàn ký. Cà này cũng 10 ngàn ký, cà này bi nè. Mà nó còn xanh như vậy á, mà 10 ngàn thì cà nó cũng không có mắc, tương đối. Đổ nghệ thật không? đây là dựa A18 nha quý vị, của anh Tâm Hải. Còn trái nữa lắm vô cà nâu 8.000 đó, cà nâu 8.000 đồng 1 kg. Còn ở đây là bông bí, bông bí vàng sổ luôn có 15, bông bí vàng 15, bỏ qua 16 ngàn ký, bông bí vàng. Ủa sao ngã rồi? À, bán vậy đó hả? Con bưng về con bán luôn hả? À đó, giờ nhóm bưng về đó bán toàn nghiệp không? Bưng bán 10.000 luôn. Nó nói chú dùng túp ở chua 10.000 luôn. Thì mình làm video á thì mình muốn giới thiệu đe cho coi nè, đe có tiền được rồi. Mình làm video á mà mình cũng mong muốn là để giới thiệu đến bà con tiêu dùng á, biết được cái giá thực tế diễn ra tại chợ quý vị. Rồi để khán giả xem trên kênh mình đó, muốn mua hàng ở đâu, giá như thế nào để biết chính xác cụ thể để đến đó mua quý vị. Bông xanh bông trắng, bông cải đó quý vị, bông xanh bông trắng đó là 20.000 đồng ký quý vị. Khổ qua anh đã đang lựa là 16.000 đồng ký nha quý vị. Dừa A16 này là có bán cái món này nha quý vị, 20.000 đồng 1 ký. Đậu phộng tươi á, chưa có luộc á, 20.000. Vậy chứ nhiều người hỏi cái món đó lắm nha quý vị, và không phải là đơn giản mà để đi mua cái món đó đâu. Nếu chợ Đầu Mối Hóc Môn mà nếu mà để hỏi đậu á mà bán lẻ, đậu phộng tươi mà để bán lẻ là mình thấy đây. Rồi đêm thì Nguyễn Nga có bán. Còn mà nếu mà nói mà đậu phộng tươi mà để đi mua lẻ là hơi bị căng rồi nha quý vị, không phải là chỗ nào cũng bán đâu. Hành bó đó 8.000 đồng bó. Đang tính vô đó quay video mà xong mà anh Trung chị này chỉ mua cam nè quý vị. Trời ơi, cam giờ rẻ lắm nha quý vị, 4-5.000 đồng ký. Đây nè, 8.000 nha quý vị. A16 bán có 8.000. 8.000 luôn. 8.000 luôn. 2 bó 15 làm tới luôn. 2 bó 15.000 làm tới luôn hả? Mua gì có giá thương lượng. Mua gì có giá thương lượng luôn. Cái đó 8.000 1 kg ăn bông. Bông. Wow, cái cải bông bây giờ này là cải bông là bà con cứ bán bông những cái gì 8.000 một bông, còn 2 bông 15.000. Đậu đũa bán 15.000 đồng 1 kg. Đậu đũa 2 bông 15.000. Còn này là cải xanh ở đây mình trồng đó quý vị, 10.000 một bông. Cải xanh mua nhiều có giá thương lượng luôn. Đây, cái món này đặc biệt lắm nha quý vị, củ khoai mì. Đi Củ Chi ăn củ khoai mì đó, 15.000 đồng ký nha quý vị, 15.000 đồng 1 ký khoai mì. Môn cao đây 28.000 ký môn cao. Vậy môn cao xuống giá mấy ngàn? Khoai đó chị đang lựa nó khoai Nhật đó quý vị, 15.000 đồng. Bầu bỉ dưa leo cái su hào 13.000 đồng một ký. Lên. Lên luôn. Đem ra ngoài luôn. Wow, dưa leo nè, mắc dữ người ta. Dưa leo nè quý vị. 22.000 đồng một ký dưa leo. 22.000 đồng ký dưa leo quý vị. Bí xanh 20.000 đồng một ký. Bầu 10.000 đồng một ký. Mớp hương 17.000 đồng một ký. Trái su anh Phước đã, anh Râm đang đẩy là 10.000 đồng một ký. Sú vậy, sú tim bắp sú Đà Lạt 10.000 đồng một ký. Đu đủ này, đu đủ Nhật 10.000 đồng một ký. Rồi cải bắp thảo, bắp thảo đó của thằng Tập Cận Bình nha quý vị, 13.000 đồng một ký. Nói chứ mình người Việt Nam yêu nước mà quý vị, đầu tàu mình không có muốn nhắc tới mà giờ biết sao rồi quý vị, không muốn nhắc tới, không muốn nói tới rồi luôn, giờ trước mắt rồi phải đọc giá để bà con tham khảo. Qua bàn tay của anh Râm là đồ nó sẽ đẹp lên. Ở đây có bà chủ đẹp lắm mà bữa nay vô tính nói chuyện bà chủ lại, bà chủ nghỉ nữa, bà chủ lên ca đêm nữa. Sắp xếp rồi, anh này anh giỏi lắm quý vị, sạn hàng đó. Nó sắp xếp lại để cho đẹp coi vậy chứ mình bán hàng phải sửa sang nó lại nha quý vị. Nhìn nó bắt mắt. Ủa dưa leo bên đây 22, dưa leo đó 15 khác hả anh Râm hả? Dưa miền Tây 22.000, dưa leo của miền Tây 22.000. Còn đây của Đà Lạt hả? Dưa leo Đà Lạt 15.000. Khổ qua bán lẻ 16.000 một ký, con qua bán lẻ nha quý vị. Rồi video của mình nó thì cập nhật cái tình hình buổi sáng rau củ quả như thế nha quý vị. Thì giá thì mình cập nhật thì cũng mang tính tham khảo. Thì video này thì mình muốn giới thiệu với lại khách hàng gần xa nơi bán những cái mặt hàng nông sản mình vừa cập nhật ở cái video này, ở khu vực nào, ở đâu tại chợ đầu mối Hóc Môn để bà con người tiêu dùng biết đến, để biết nơi để đến mua quý vị, và cập nhật cái giá cho cái bà con dùng chuyên canh sản xuất biết được cái giá là thực tế bán ra tại chợ vào thời điểm nào, ở đâu tại chợ đầu mối Hóc Môn giá như thế nào quý vị, để bà con so sánh cái giá mình bán ở địa phương của mình hợp lý hay không nha quý vị. Thì bây giờ hiện tại bây giờ là 9:15 sáng ngày 14 tháng 3 năm 2024 quý vị. Rồi video của mình kết thúc. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển, và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye.